Sư cho con hỏi, một vị Phật tử đủ năm giới mà còn ham ngủ thì có bị tái sanh vào ba đường ác không? Xin thưa quý vị, quý vị có còn nhớ cái con rồng mà ở ở dưới cái dòng sông Ni Liên, khi mà Bồ Tát thả cái bát trôi ngược dòng sông rồi nó trôi ngược một đoạn, nó rớt, nó chìm xuống dưới đáy, nó chạm vào bát của chư Phật quá khứ, nó đánh một cái bon thì có con rồng ở dưới đó nó tỉnh. Và khi nó tỉnh ngủ nó nói là ủa, hôm qua mới có ông thành Phật, nay có thêm nay có ông nữa, thì tại sao con rồng nó ngủ lâu tới như vậy? Tại vì kiếp quá khứ nó từng là một cậu sa di, vị thầy gọi là kêu quét sân, nó vừa buồn ngủ vừa lèm bèm, nó nói cái phước con quét sân để đời sau con ngủ cho đã. Thì do muốn đời sau ngủ cho đã cho nên là chết sanh vào loài rồng để cho tha hồ ngủ. Và quả thật nó ngủ từ thời Phật quá khứ tới thời Phật hiện tại nó vẫn còn ngủ tiếp. Cho nên là cái chuyện mình ham ngủ á, thì nó là duyên để mình đi vào những chúng sanh mê ngủ. Cho nên bị sa di 10 giới mà còn làm rồng mà, thì mình là cái gì? Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.